Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã củng cố, bảo đảm cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly y tế tập trung của đơn vị, sẵn sàng đáp ứng kịch bản có khoảng 30.000 ca dương tính trong cả nước. Hai khu cách ly tập trung là Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội đã được chuẩn bị có thể đảm bảo cho 1.500 người. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã bố trí sẵn sàng gần 2.000 chuyến xe và tiếp nhận vận chuyển nhập cảnh hơn 27.000 người.